Một phiên cầm máu đến từ thị trường chung. Và ngày hôm nay thị trường có rất là nhiều điều mà anh chị em cần phải lưu ý. Cũng như nếu anh chị mình lỡ bán cổ phiếu trong ngày hôm qua thì còn có những cái cơ hội nào mới hay không? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên em gửi một cái lời chào cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video ngày hôm nay. Em nghĩ rằng là tâm lý anh chị ngày hôm nay sẽ có một cái trạng thái là cân bằng và ổn định hơn rất nhiều so với cái phiên thứ hai khi mà thị trường giảm gần 30 điểm. Và nếu như mà anh chị có xem video ngày hôm qua của em cũng đặt cặp những anh chị cũng như lên cho mọi người một cái chiến lược rất là cụ thể. Khi cổ phiếu quay về những cái vùng biên dưới thì cái việc mà anh chị em cần làm là bình tĩnh và đừng có bán tháo. Vì cái xác suất anh chị bán tại đáy và cổ phiếu bật ngược lên trở lại là rất cao. Và ngày hôm nay có khoảng hơn 50 đến 60% các cổ phiếu quay về những cái vùng nền có những cái giai đoạn phục hồi, đặc biệt là những cái cổ phiếu ngành thép, Hòa Sen, Nam Kim hay là Hòa Phát. Thì nhìn chung em cũng chúc mừng những anh chị em nào mình đã trải qua được những cái cảm giác đấy và vẫn còn nguyên hàng. Còn đối với những anh chị em mình lỡ bán rồi, cầm tiền thì còn có những cái cơ hội nào hay không? Thì anh chị phải xem đến cuối video nha. Và nếu anh chị mình thấy video hay cũng như những cái chia sẻ của em có giá trị, anh chị ủng hộ một cái nút like, đăng ký kênh và một cái lời cảm ơn. Xem như là gì? Chúng ta có qua có lại thì em sẽ chia sẻ anh chị nhiều cái bí kíp mà không phải ai cũng ngồi đây để mà bật mí cho quý anh chị em đâu ha. Rồi ok. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên tăng nhẹ thôi, khoảng 244 điểm và đóng cửa qua mốc là 125656. Cái con số này nó cũng rất là đẹp. Anh chị mình để ý trong những cái dạng phía trên đây nè, thị trường cũng có những giai đoạn mà có những cái chỉ số nó làm chỉ số trong ATC cũng đóng rất là đẹp. Và ngày hôm nay thị trường nó lại tiếp tục có một cái phiên mà cái thuật toán này em nghĩ đến từ những cái tổ chức, tức là họ đang có một cái ý đồ gì đó. Ngày hôm nay dùng những cái cổ phiếu ví dụ như là VRE nè, bật tăng trần, một cái phiên 537 tỷ đúng không ạ? Một cái phiên volume ở đó khoảng 9 triệu, 25 triệu, 25 triệu so với trung bình khoảng 9 triệu, 10 triệu. Thì chúng ta thấy được một cái vấn đề khi các cổ phiếu nó cứ chân bàn, nó ép nhà đầu tư cắt lời ở những cái vùng phía dưới thì cái khả năng mà dòng tiền quay vào kéo lên rất cao và cái mẫu hình này rất nhiều ở trong giai đoạn hiện tại. Em lấy ví dụ anh chị cổ phiếu VND đi, nó cũng có những cái pha cứ chân bàn, có những cái pha ép nhà đầu tư y chang như là VRE đúng không ạ? Thì đây sẽ là một trong những cái tâm điểm mà một hai phiên tới chúng ta cần coi có những cái dòng tiền nào mà quay trở lại để mà kéo lên hay không. Nếu như có thì nó sẽ lan tỏa sang những cái cổ phiếu thuộc những ngành chứng khoán. Và ngày hôm nay thị trường của chúng ta có 238 mã tăng, 161 mã giảm và 81 mã dự tham chiếu. Và em tin rằng á, nếu như anh chị mình không bán tháo, không hoảng loạn trong ngày hôm qua, 10 mã đi, hết khoảng 7 đến 8 mã, ngày hôm nay có những cái pha phục hồi. Ví dụ như là GETS này, tăng gần 2%. Ngày hôm qua nó giảm một cái phiên đâu đó bao nhiêu ạ? Đây, ngày hôm qua nó có một cái phiên giảm đâu đó khoảng 5%. Anh chị chỉ cần ngồi yên đến ngày hôm nay tự động có những giai đoạn phục hồi ngược lên thì anh chị mình đỡ hơn rất nhiều so với cái việc anh chị bán tháo khi mà cổ phiếu đã quay về những cái vùng biên phía dưới đó. Thì lý thuyết là như vậy, nhưng mà em biết rằng thực hành á, cái tâm lý anh chị của mình sẽ rất là khác. Còn em mới nói thật anh chị, em trải qua những cái phiên giảm mạnh nhất của thị trường, những giai đoạn downtrend 2019, 2018 hay là cái cú sập 100 điểm vừa qua thì cái tâm lý của em rất là quen rồi, nên là những cái nhịp hoảng loạn á, những cái nhịp mà gọi là khó ra quyết định thì em sẽ định hướng cho anh chị em trong room khách hàng cũng như định hướng cho cộng đồng của mình là rất là kỹ càng. Tại những cái lúc mà thị trường hoảng loạn chúng ta phải có một cái quả đầu lạnh. Hay là ngày hôm nay siêu phẩm cổ phiếu HAH, anh thì mình mở lại video ngày hôm qua em cũng đã phân tích với anh chị về cái cổ phiếu này. Em nói những cổ phiếu này chính là mua có gì đâu mà anh chị phải sợ. Ngày hôm nay bật tăng trần, dòng tiền vào rất là tốt. Với một cái phiên gần 290 tỷ ngày hôm nay, thanh khoản 6 triệu cổ phiếu thì em cho rằng tổ chức là người mua với cái cổ phiếu này chứ không phải là những cái nhà đầu tư cá nhân đâu. Với cái tâm lý anh chị ngày hôm qua anh chị chỉ muốn là bán quách đi cho xong. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị thấy dòng tiền vào rất là quyết liệt, bật tăng trần. Ngày hôm qua giảm 4.72%, ngày hôm nay tăng gần 7%. Đúng không ạ? Gần như nó lấp phủ đầy với cái phiên ngày hôm qua. Chỉ cần anh chị mình hoảng loạn, anh chị bán một phiên thôi, coi như là anh chị mình bị gì? Bị mất sóng. Đúng không ạ? Và với những cái cổ phiếu cảng biển em cũng đã cập nhật phân tích cho anh chị cái video là top cổ phiếu còn dư địa tăng 30 đến 50%. Vì bối cảnh vĩ mô hiện tại vẫn đang ủng hộ, khu vực Biển Đỏ vẫn đang rất là căng thẳng, rồi những cái cảng của bên Singapore cũng đang bị quá tải, thì cái giá cước từ Việt Nam sang những cái thị trường khu vực của châu Âu hay là Mỹ nó tăng gấp đôi. Và cái thằng HKH này á, bắt đầu từ tháng 4 là nó hết hợp đồng cũ rồi và sang tháng 5 nó ký một cái hợp đồng mới, mà anh chị thấy cái giá cước nó nhân đôi, đồng nghĩa doanh thu của những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng nhân đôi, đúng không ạ? Doanh thu mà tăng nhân đôi thì lợi nhuận của nó cũng sẽ có những sự cải thiện. Đó là những cái tiềm năng mà anh chị cần phải tập trung, chứ không phải là em ơi bây giờ thị trường giảm điểm thì mua hay bán.
anh chị phải có một cái tầm nhìn, một cái chiến lược thì anh chị mới tự tin với cái thị trường được. Ngoài ra những cái cổ phiếu như là VOT nè, tăng 4 chấm mấy phần trăm, VSC nè, tăng 3.33%, rồi HVN đúng không ạ? Một trong những cái cổ phiếu hàng không có lúc kéo về giá sàn, ATC kéo giật ngược lên 4%. Một cái biên của nó là 10%. Thì so với cái việc anh chị bán tháo ngày hôm qua, anh chị chỉ cần ngồi yên thôi, thì chắc chắn anh chị đã là thành công hơn rất nhiều nhà đầu tư khác rồi. Thì đối với em á, thì những anh chị nào mình lỡ bán rồi thì mọi người đừng có lo, đừng có buồn, vì em sẽ tặng cho anh chị một vài cái cổ phiếu mà anh chị có thể là canh, mọi người đánh ngắn cũng được. Đấy, mà anh chị mình muốn tham gia vào room cộng đồng bên em để mà cập nhật những cái điểm mà mua bán á, cập nhật những cái câu hỏi á, những cái thị trường á, những cái tư duy, anh chị có thể là quét mã QR code bên góc trái để mà mọi người có thể là tham gia, hoặc là bấm vào bên dưới bình luận. Về cái chiều tác động của thị trường á, thì ngày hôm nay những cái cổ phiếu như là BID này, SSB này nó đè ra, bị lâu ra đè ở Đông Nam Á, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ngày hôm nay nó đè khoảng 81 tỷ, nó kéo cho chỉ số thị trường nó tăng không mạnh. Chứ bản chất có những cái giai đoạn á, thị trường của chúng ta tăng rất là ok, nhưng mà nó dùng những cái thằng cổ phiếu trụ nó mà làm chỉ số, thì thành ra anh chị mình nhìn chỉ số anh chị sẽ thấy là áp lực đúng không ạ, sẽ thấy là thị trường là xấu. Nhưng mà anh chị cứ nhìn vào những cổ phiếu mid cap, Hà Đô ngày hôm qua giảm gần 5-6%, ngày mai tăng ngược lên gần 3%. Đấy, rất nhiều những cái cổ phiếu ngày hôm nay phục hồi. Đó, thì nhìn chung cũng chúc mừng cho quý anh chị em nào mình kiên nhẫn, mình cầm được qua những cái nhịp hoảng loạn. Còn với cái số liệu của nước ngoài ngày hôm nay họ vẫn bán ròng 703 tỷ, trong đó là có chứng chỉ quỹ nè, FPT nè ngày hôm nay giảm cũng khoảng 1.6%, MWG nè mua vào là VCI rồi HAH. Anh chị thấy không, cái bọn nước ngoài này nó quay kinh lắm đúng không, mà khi mà nó thấy thị trường lên cao nó bán xong, bây giờ cái nguồn tiền nó dư quá trời luôn. Đấy, nó còn khoảng hơn 4.000 tỷ chưa giải ngân, cái bọn Fubon đó. Thì bây giờ nó dư tiền thì bây giờ nó sẽ diệt canh những lúc hoảng loạn, những cái cổ phiếu định giá rẻ chiết khấu ok, có tiềm năng tăng trưởng thì cứ nhảy vào nó gom thôi. Ví dụ như là Masan nè, một trong những cái doanh nghiệp về bán lẻ Masan đúng không, mà anh chị mình ra đường anh chị thấy biết bao nhiêu cái cửa hàng Masan, thì cái tầm nhìn của họ là bao lâu, tầm nhìn của họ là khoảng vài năm đúng không, thì càng giảm thì họ càng canh, họ mua gom. Ví dụ Đạm Phú Mỹ nè, ngày mai tăng ngược 2%, Đạm Cà Mau cũng như vậy. Nên là cái việc ngày hôm nay thị trường nó không tăng mạnh chỉ số, nhưng mà mid cap nó có những cái pha phục hồi thì đánh giá là cũng khá là ok rồi. Còn view em á, thị trường ngày mai phải tăng trên chục điểm cơ, nhưng mà nó đè những cái thằng trụ thì thôi, mình cũng không nên phân tích quá nhiều về cái chỉ số. Quan trọng là ngày hôm nay tài khoản cũng như là gì, là anh chị mình thấy là thị trường nó cân bằng hơn, không có những cái pha mở biên bán tháo, đó là một trong những cái vấn đề mà người cần phải lưu tâm. Còn trong phiên ngày hôm qua, khi mà tâm lý nhà đầu tư bán tháo này, thì anh chị thấy là tự doanh nó vẫn mua rất nhiều, 384 tỷ, mà xa nè, STB rồi FPT rồi MB Bank. Tự doanh là gì, là những cái tổ chức trong nước, ví dụ là những cái công ty chứng khoán hay là những cái quỹ đó, họ canh họ mua những lúc hoảng loạn. Chứ làm gì mà cái phiên ngày hôm qua mà anh chị thấy là nhà đầu tư cá nhân dám mua, có nghĩa là anh chị mình đang bị tâm lý. Và khi anh chị bị tâm lý á, thì em nói anh chị ạ, cái lý trí của anh chị sẽ bị bóp méo đi, và anh chị sẽ có những cái vận động, những cái cách mà anh chị giao dịch nó chưa có phù hợp. Nên là sau những cái phiên vừa qua thì cũng hy vọng rằng anh chị rút cho mình được những cái kinh nghiệm xương máu để anh chị mình chiến được trên thị trường và kiếm được tiền. Quan trọng là mọi người phải giữ được tiền ha. Rồi, thì tối ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán của Mỹ có những lúc tăng hơn 400 điểm. Ngày hôm qua em thức em coi cái thằng Dow Jones để mà định hướng cho nó kỹ càng. Thì ngày hôm qua em thấy có lúc cao nhất á là nó lên những cái vùng ở đó khoảng 39.572 nè, nó tăng ra đó khoảng hơn 400 điểm một tí. Thì kết phiên ngày hôm qua thì cái thằng Dow Jones nó chỉ tăng khoảng bao nhiêu, ra đó khoảng 260 điểm thôi. Nhưng mà anh chị thấy là ngày hôm nay với những cái tình trạng đấy thì thị trường của chúng ta nó cũng tích cực hơn rất nhiều. Còn ví dụ ngày hôm qua mà cái thằng thị trường chứng khoán Mỹ á, mà nó giảm khoảng 300-400 điểm đi, thì nó sẽ gây áp lực về tâm lý. Nhưng mà mọi người nhìn cái trend xu hướng này, đây là một trong những cái trend xu hướng tăng và nó đã nâng đáy. Mặc dù Fed họ vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, nhưng mà thị trường chứng khoán Mỹ nó vẫn tăng, nó vẫn vượt đỉnh 5 năm. Đây là một trong những cái minh chứng mà anh chị cần phải gì, cần phải lưu tâm. Chứ đừng có thấy là hiện tại là Fed chưa hạ lãi suất là thị trường chứng khoán Mỹ nó rơi, hay là thị trường chứng khoán Việt Nam nó giảm. Không có cơ sở, không có đủ dữ liệu để mà chúng ta khẳng định như thế. Vì thị trường chứng khoán nó là một trong những cái thị trường của sự kỳ vọng. Và anh chị thấy là vừa rồi mới ra cái công bố báo cáo về kết quả kinh doanh của những cái nhóm ngành, có rất nhiều những cái cổ phiếu nó phục hồi, ví dụ nó tăng trưởng. Hoa Sen nè, lợi nhuận nó đó khoảng 500 tỷ. Nam Kim nè, lợi nhuận khoảng 250 tỷ. Anh chị mình coi cổ tức tài chính nè. Đây nè, quý 2 2023 nè, năm ngoái nó chỉ có 125 tỷ, năm nay lợi nhuận nó là 250 tỷ. Mặc dù cái giá thép nó không tăng, nhưng mà tại sao những cái lợi nhuận của nó tăng? Vì sao vậy? Vì cái sản lượng nó tăng. Đấy, nếu như mà anh chị thấy là những cái cổ phiếu thép á, mà trong những cái giai đoạn sắp tới mà có rung lắc á, thì đó sẽ là những cái cơ hội cho anh chị em. Chứ có gì đâu mà mọi người hoảng loạn mà bán tháo ở trong những cái vùng này. Hoa Sen là lấp luôn cái phiên ngày hôm qua, ai bán tháo ok cho bán hết, nó hấp thụ lại dòng tiền vào rất là ok, vẫn bám trên những cái đường trung bình 15-25 phiên, trên nó là trend xu hướng tăng, có hàng cứ giữ chặt vào cho em, không cần phải sợ. Nam Kim cũng như vậy nè, quay về những cái vùng nền của nó bắt đầu cân bằng lên, thì sớm muộn gì nó chả quay về những cái vùng phía trên để mà nó test đỉnh. Mình nếu muốn bán anh chị mình canh những cái vùng trên đây anh chị mình bán, còn khi
mà cái cổ phiếu mà nó đã chiết khấu từ vùng biên trên mà quay về những cái vùng biên dưới mười mà mấy phần trăm, anh chị mà lôi ra bán tháo vào những cái vùng này á, em đánh giá thì mình xử lý nó hơi bị muộn. Xử lý muộn mình phải có một cái cách cho nó phù hợp hơn, chứ không phải là mình cứ hoảng loạn. KSP nè, ngày hôm qua nó giảm cho anh chị một cái phiên nó đó bao nhiêu phần trăm, 5%, ngày hôm nay nó kéo giật ngược lên trở lại đó đó khoảng 4.3%. Anh chị bán ngay tại những cái vùng giá vốn này, nhiều lần mà vượt đỉnh, nhiều lần mà quay về những cái vùng đáy không thủng này, thì là một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức á, thì về đây họ phải đổ tiền họ mua. Anh chị nhân với cái giá 20 mà 3 triệu cổ phiếu đi, bao nhiêu tiền anh chị, mấy trăm tỷ đúng không? Tổ chức mua chứ ai là người mua những cái phiên này? Thì mọi người phải thấy là dòng tiền vào với những cái cổ phiếu này thì đây là một trong những cái dấu hiệu để cho anh chị mình đầu tư cho nó an tâm một tí, chứ không phải là nó cứ rung lắc anh chị mình sợ hãi. Nếu anh chị bán KSP á, phải bán trên những cái vùng phía trên, còn khi mà đã chiết khấu từ những cái vùng bên trên này quay về những cái vùng phía dưới 16%, anh chị bán ở đây thì em thấy là hơi bị dở đúng không ạ? Mọi người thấy rất nhiều những cái cổ phiếu phục hồi hay là những cái thằng như là VND này, những cái cổ phiếu này cái xác suất mà quay về những cái vùng bên trên à rất cao. Em không biết tâm lý anh chị như nào, nhưng mà em thấy những cái thông tin xấu ra này rồi nó cũng đã phản ánh vào giá rồi. Anh chị đừng nhắc đến cái câu chuyện về tấn công mạng của VND đi, ai cũng đã quá quen rồi đúng không ạ? Rồi những cái câu chuyện về phát hành thêm về cổ phiếu, nhà đầu tư cũng rất quen với những cái câu chuyện đấy, thì đôi khi cái gì xấu quá nó tự động chuyển thành tốt. Hình dung cái vấn đề giúp em không à? Nên là những cái cổ phiếu này nếu anh chị mình đang cầm VND thì em nghĩ là anh chị mình chặn một cái mức nào, cái giá nào đó cho nó cơ hội để mà nó phục hồi. Khi mà ai cũng chơi thì đôi khi em lại thấy cái cổ phiếu này nó lại ngon đúng không ạ? Mọi người sẽ có một góc nhìn, sẽ có những cái quan điểm. Ví dụ ngày hôm qua tại sao em không bán, anh chị mình trong trong khách hàng anh chị mình biết mà đúng không ạ? Ở trên YouTube mình nói sao, trong room mình cũng như vậy, không bán là không bán, chứ không phải là ngày hôm qua mình bán tháo rồi lên đây mình hô hào là thị trường nó tăng. Hôm qua em không bán, ngày hôm nay em cũng không bán cổ phiếu, mà em nói thật anh chị, em rất tiếc cái con HAH này. HAH ngày hôm nay em buổi sáng làm định mua canh giá đỏ là mình mua không kịp, nếu mà mua ngày hôm nay kịp là ăn nguyên một cái cây trần, vì em đã định giá cho anh chị rồi, đã đánh phân tích cho anh chị dòng tiền vào rất là ok, sau những cái pha chỉnh nó lại vượt đỉnh để mà đi lên, có gì đâu mà phải lăn tăng đúng không? Anh chị mở video ngày hôm qua xem em phân tích cái đoạn của HAH đi, nhưng mà ngày hôm nay mình không mua kịp, mình đang bị kẹp hàng, mình không mua kịp mua cái giá đỏ ngày hôm nay, thì nhìn chung là không có duyên với con HAH. Nhưng mà sau cái ngày hôm qua em cũng đã chứng minh với anh chị một cái vấn đề, những cái thông tin đó mà nó tác động với thị trường á, nó chỉ mang cái tính chất tài ngày hôm đó thôi, nhưng mà sau khi mọi thứ đã quen rồi, nhà đầu tư mình đã biết quá nhiều những cái thông tin đó, tự nhiên là gì, nó không còn ảnh hưởng quá lớn. Còn về cái chính sách bối cảnh vĩ mô hiện tại vẫn đang ở trong những môi trường lãi suất rẻ, nên là để mà đảo chiều chính sách đó, để mà thị trường ở đây á mà nó sập nó rơi á, em đánh giá cái xác suất nó không cao. Hình dung cái vấn đề không à? Khi mà anh chị mình đầu tư, một người nắm từ trên xuống dưới, phân tích từ trên xuống dưới là phân tích về vĩ mô thế giới, phân tích về bối cảnh trong nước, và anh chị tìm những cái điểm mua của ngành rồi lọc lại những cái cổ phiếu nào là những cái cổ phiếu khỏe thì anh chị mới an tâm được. Còn bây giờ anh chị mình cứ xanh đỏ từng phiên hơn thua với thị trường á, thì em hứa anh chị luôn là thị trường nó đánh cho anh chị mình là gì, tàu lượng luôn. Thậm chí ngày hôm nay thị trường nó đánh cực kỳ tàu lượng, anh chị xem biểu đồ phát sinh nè, cuối phiên nó còn dí cho anh chị một cái nữa, trước 2:20 á thị trường nó giảm khoảng 3-4 điểm đúng không, mà sau 2:45 thị trường nó kéo giật ngược lên, nó dí cho anh chị mình liên tục nè đấy, nó đánh rất là nhọc anh chị. Đó, khoảng bao nhiêu 2:16 nè, nó nhí bên phái sinh nó dí cho một cây giảm 7.6 điểm, sau đó nó kéo giật ngược lên đó, thì cái khả năng mà ngày hôm nay cái tỷ lệ anh chị mình bị ép bán cuối phiên rất nhiều, thì quan điểm em về thị trường á, khả năng ngày mai thị trường sẽ tiếp tục để mà phục hồi thôi. Đó là anh chị mình đang có cầm cổ phiếu thì mọi người cứ kê gói ngủ cho nó ngon, không phải là vấn đề. Còn những anh chị nào mình lỡ bán cổ phiếu rồi thì sao, thì anh chị mình chờ tí đi, có cơ hội em sẽ tặng anh chị. Và nếu anh chị thấy những lời chia sẻ của em ngày hôm nay hay và nó cũng đã phản ánh rồi, những cái cổ phiếu cũng phục hồi, ví dụ anh chị nhìn con VCI đi đúng mà tăng 2.6%, rồi anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là gì, như là CTS nè đúng mà tăng 0.4%, AGR nè 1.3%, rất nhiều những cái cổ phiếu Nam Từ Liêm nè tăng 2.6%, rồi những cái cổ phiếu về KDH nè tăng 1.2%, hầu như nó cũng đã có những cái quá trình về trả điểm đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ đi phân tích cho anh chị một vài cái cổ phiếu ngân hàng. Ngân hàng á, thì đầu tiên là những cái cổ phiếu ACB nó vẫn đang trong những cái vùng biên. Ngày hôm nay á, thì không thể nào mà nó kéo toàn bộ thị trường, vì nếu nó kéo toàn bộ thị trường á, cái chỉ số sẽ lên rất là mạnh và dòng tiền phải rất là lớn. Nó là nó sẽ có một cái sự xoay tua, nó xen kẽ, ngày hôm nay kéo con này, ngày mai kéo con kia. Thì kiểu như kiểu những cổ phiếu này cũng sẽ có những cái pha phục hồi. Đó là anh chị cũng phải cần là kiên nhẫn. Anh chị thấy không? Ngày hôm nay nó kéo con VB băng tăng 0.8% mà nó đè con BID giảm 1.8%, thì nó tạo một cái thế gồng kìm. Có nghĩa là tổ chức trong cái đoạn này á, nó muốn vét sạch hàng giảm 23% từ đỉnh, nó muốn vét sạch hàng nhau tới đây nè đấy, để mà anh chị mình nặng hết, chị bán ra hết thì nó mới tăng được. Thì những cái cổ phiếu này nó quay về những cái vùng nền của nó rồi, mà anh chị cầm những cổ phiếu ngân hàng thì nó hơi chậm, giảm thì nó cũng không giảm mạnh một phiên, nhưng mà tăng thì nó cũng sẽ chưa có tăng mạnh đâu. Nhưng mà quan điểm của em về những cái cổ phiếu này, có thể đây là những cái điểm swing,
những cái điểm rũ cuối trước khi nó có những cái pha tăng lên. Trong quá khứ nó có không em? Có đó nè, anh chị nhìn những nhịp rũ cuối nè, luôn luôn là gọi là gì, luôn luôn là khó chịu nhất và tâm lý nhất, rũ xong bắt đầu kéo giật ngược lên trở lại. Thì anh chị mình có cầm những cái cổ phiếu này á, nếu mà bây giờ anh chị còn cầm thì anh chị mình cầm luôn đi, còn ở đây bán làm cái gì nữa, mà muốn bán mà phải chờ những cái phiên mà nó phục hồi, đã xử lý chậm thì phải tìm cách xử lý cho nó phù hợp, chứ không phải là cứ bán tống bán tháo. Nó đã là một cái cách hay, CTG nó quay về những cái vùng nền của nó, thanh khoản bé, nói chung là quay về những cái vùng biên cứng của nó rồi, nhiều lần hỗ trợ không thủng nè, thì anh chị mình phải kiên nhẫn một hai phiên tới coi những cái nhịp của nó như thế nào. Liên Việt trend nó đi lên, có hàng anh chị mình giữ nhưng mà chia chốt lời đi, em thấy nó quá cao rồi. Mà cái băng nè quay về vùng nền có gì đâu phải lo, đúng mà. Tiên Phong băng nè tăng 0.9%, VB băng nè, VIB thậm chí ngày hôm nay nó còn không giảm nữa, nó quay về những cái vùng nền thì nó sẽ có những sự xoay tua. Techcombank kéo trong ATC nè tăng 0.2%, OCB nè tăng gần 2%. Đấy, thì khi mà cái cổ phiếu mà nó quay về những vùng nền nè, đúng mà, nó chiết khấu bao nhiêu phần trăm, chiết khấu đó khoảng 90% rồi, anh chị mình đừng có bán, khả năng anh chị bán ở đây rất cao, dòng tiền gần như là gì mất hút, không còn ai bán nữa, chỉ cần một cái lực đẩy nhẹ cũng đủ khiến giá cổ phiếu này tăng mạnh. Thì những cái cổ phiếu này á, nếu anh chị mình muốn mua, ok anh chị mua giá này cũng được, vì OCB nè, nhưng mà nó hơi chậm thôi, nhưng mà em đánh giá nó an toàn vì đây là một trong những cái vùng nền lớn của nó nè, kiệt thanh khoản này, dòng tiền nó rất là đang đứng con trong đây, dòng tiền chưa có ra. Thanh khoản những cái phiên bán này, cái thanh khoản nó càng bé dần nè, dòng tiền nó chưa ra với những cái cổ phiếu này. Thì bây giờ anh chị mua, anh chị mình nắm giữ, ví dụ không biết mua cổ phiếu nào, mua an toàn, ok mua những cái cổ phiếu này được, không có rủi ro. MSB nè thanh khoản mất khúc, làm gì mà anh chị mình còn hàng với những cái cổ phiếu này, đúng không? Nhưng mà nó vẫn đang trong những cái vùng biên thôi, xuống bên dưới thì sẽ có những số là gì bật lên những cái vùng biên trên đấy. Thì đó là quan điểm của em về những cái cổ phiếu ngân hàng. VBank cũng như vậy, sẽ có những cái pha quay lên những cái vùng trên để mà nó tích đỉnh. Thì nếu anh chị mình có cầm ngân hàng á, thì anh chị mình cầm thêm, vì nó đang đợi một cái thông tin là tốc độ tăng trưởng tín dụng trong khoảng tháng 6 này không biết là có đạt chỉ tiêu 5-6% theo ý chí của ngân hàng nhà nước hay không, thì cái đó chúng ta phải chờ. Nhưng mà trong đến tính đến cái cuộc họp gần nhất như là ngày 19 tháng 6 á, thì cái tốc độ tăng trưởng tín dụng là khoảng 3.79%. Đấy, thì nhìn chung là cái vòng quay của tín dụng cũng bắt đầu nó xoay rồi. Thì khi mà vòng quay nó xoay thì đương nhiên là những cái doanh nghiệp về ngân hàng á, nó cũng sẽ tăng về cái phần doanh thu. Đấy, thì nhìn chung về cái mặt về vĩ mô thì em thấy là vẫn đang có rất nhiều những cái thông tin để mà tích cực cho cái nhóm ngân hàng. Ví dụ như là thông tin giãn nợ 02 đúng không, mà từ nợ xấu thì sẽ được gia hạn thêm, rồi có rất nhiều những cái cơ chế ví dụ như là đảo nợ cũng như vậy. Thì đó sẽ là một trong những cái động lực để mà phục hồi cho cái nhóm ngành ngân hàng. Và cái lợi nhuận của những cái bọn này á, nó cũng là cái giai đoạn tạo đáy đang phục hồi đi lên, chứ chưa thật sự gọi là những cái đoạn tăng trưởng nóng như là những cái thằng chứng khoán FTS, CTS hay là MBS đâu anh chị em. Nên là về cái câu chuyện về dài hạn á, thì ngành ngân hàng vẫn là một trong những cái ngành mà định giá nó đang rẻ, trừ những cái con như lên nóng như là Liên Việt, Techcombank thì nó khác. Còn những cái thằng OCB, MSB, Tiên Phong Băng vẫn là một trong những cái cổ phiếu định giá rẻ. Thì anh chị mình nắm ngân hàng, đương nhiên là mình phải chấp nhận thời gian cũng như là tính cách của nó sẽ hơi chậm. Còn với những cổ phiếu chứng khoán, ví dụ VND nè, anh chị mình có hàng, anh chị mình cầm đợi những cái pha bật lên, VIX cũng như vậy, quay về những cái vùng bên dưới rồi. SSI nè, đấy, với những cái cổ phiếu như là SSI á, nó vừa có một cái thông tin là được chấp thuận về thêm vốn thì vậy, đối với ngân hàng BID á, có nghĩa là nó được vay thêm khoảng 6.000 tỷ. Vay thêm khoảng 6.000 tỷ để làm gì, để mà cấp về cái phần margin cho nhà đầu tư. Và cái doanh thu chính của những cái công ty chứng khoán á, nó sẽ đến từ ba mảng. Thứ nhất là margin nè, lãi vay á, thứ hai là thị phần nè, thứ ba là tự doanh. Thì em thấy là cái câu chuyện hiện tại, những công ty chứng khoán nào mà nó cho cái phần mà lãi margin nó cao á, đấy, doanh thu chính của nó đến từ những cái thằng lãi margin, ví dụ như là gì, VDS nè, ví dụ như là MBS, ví dụ như HCM, thì những cái thằng này nó sẽ giữ giá tốt hơn và nó đỡ rơi hơn so với những cái phần còn lại. Đấy. Còn với những cái cổ phiếu như là SSI, câu chuyện nó còn, về cái câu chuyện về tăng vốn nó vẫn có. Thì nhìn chung những cái cổ phiếu này em đánh giá nó chưa có chết được, nó quay về những cái vùng bên dưới rồi, một trong những cái vùng hỗ trợ mạnh. Để mà nó đục thủng những cái vùng này rất là khó, mà cái xác suất mà nó quay ngược lên bên trên nó sẽ cao hơn. Nên nếu anh chị mình không biết mua cổ phiếu nào, anh chị chú ý cho em cái con SSI. Mọi người chờ nó đâu đó khoảng 3-4 phiên đi, nó cân bằng đây nè, cân bằng khối lượng thấp, nó giống những giai đoạn này nè. Anh chị phải thấy được những cái pha cân bằng test đáy này và cái thanh khoản của nó thấp, anh chị vào anh chị mua test, ok, đã mua test xong những cái điểm nổ được. Còn hiện tại nó mới hai phiên cân bằng thì nó cũng đang nó nói một cái vấn đề là cái lực bán ở đây nó bắt đầu nó ít dần đi, nó nói một cái vấn đề lực bán ít rồi. Nhưng mà để cái quá trình tăng thì nó phải kiểm tra liên tục, đó là nó phải dập dình cho mày nè, nó phải dập dình như thế này, sau đó nó có những cái điểm break. Thì anh chị mình có thể chú ý với cổ phiếu SSI được. VCI thì sao? VCI ngày hôm nay tăng rồi, nhìn chung thì quay về những cái vùng bên dưới nè, một trong những cái vùng hỗ trợ cứng thì nó có những cái pha phục hồi. Còn những cái thằng chưa tăng như FTS nè, rồi gì là BSI đúng không, mà rồi CTS nè, quan điểm em mai mốt nó cũng sẽ có những cái pha kéo khi cổ phiếu đó quay về những vùng lớn nè,
quay về những cái vùng này lớn, thì cái việc mà anh chị cần làm á là đừng có lôi hàng ra bán tháo giùm em một cái ha. SS nó vẫn đang trong những cái vùng biên tích lũy, con này nó có kế hoạch về tăng vốn, phát hành ở đó khoảng hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đấy, thì câu chuyện nó có rồi mà không biết dòng tiền khi nào nó vào thôi. Còn những cái vùng này á, khối lượng như này thì tổ chức không ra được hàng đâu, nó tổ chức không có phân phối được trong những cái vùng này, nhưng mà nó phải chờ anh chị em nha. Những cái cổ phiếu này anh chị đợi cân mà anh chị lấy lót cũng được, không phải là vấn đề. Còn thép thì hoa sen Nam Kim quá khỏe rồi, Nam Kim thì chờ quay về những vùng phía trên, họ phát cũng ok. Hoa sen Nam Kim chỉ có hàng anh chị mình giữ được. Dầu khí thì em không nhắc cao nha. BVS nè, chưa hồi mấy, tăng 0.7%. BVC nè, BVD nè, thì mọi người có hàng anh chị mình giữ đi, chờ nó cân bằng, nó tạo một cái vùng biên như thế này nè, sau một cái pha rơ nó cân bằng tạo một cái vùng biên thì nó mới phục hồi lên, gọi là nó có một xuống là vòng cung hướng lên á. Đấy, mọi người phải chờ thôi, giai đoạn này anh chị không vội được, mọi người phải chờ một cái vòng cung hướng lên. Còn nếu anh chị muốn cơ cấu thì ok, tìm được những ký tượng mới, ví dụ anh chị cơ cấu những cái cổ phiếu này sang những cái thằng cảng biển BBT nè, HKH nè, thì em đánh giá nó sẽ cao hơn, lợi nhuận nó sẽ tốt hơn, mà cái tiềm năng tăng trưởng nó sẽ ổn hơn đấy. Còn bây giờ anh chị hỏi mua HKH được không thì bị muộn rồi, nhưng mà ý em muốn lấy cho anh chị một cái sự so sánh là hãy cơ cấu những cổ phiếu nào mà là tốc độ tăng trưởng của nó, kết quả kinh doanh chưa có cái gì là đột biến hết, sang những cái thằng đang có một cái sự ấn tượng về tăng trưởng đó, thì là dòng tiền nó sẽ vào những cái thằng này trước. ANV, SM, TNG, TNG quay về cái vùng dưới bật lên thôi. Nhìn chung ngày mai rất nhiều những cái cổ phiếu hồi đấy anh chị em, rất nhiều những cái thằng hồi chứ không phải là nó không hồi đâu. Bất động sản BDR quay về những vùng này bán làm cái gì nữa, thanh khoản bé tí, nó cân bằng vài phiên thì kiểu gì nó chẳng có những pha phục hồi lên. Novaland nay ra cái thông tin là được cấp sổ hồng đúng không, 1.000 mấy căn á được cấp sổ hồng. Hôm nay ra tin mà dòng tiền nó không vào mạnh lắm, nhưng mà em nghĩ đây là một trong những cái vùng đáy nó rồi, nếu có cầm á thì bây giờ đừng có lôi ra mà bán tháo ở đây. Nam Long nè quay về những cái vùng phía dưới, chờ đợi phục hồi lên bên trên thôi. Sau những cái cú chỉnh này nè, rất nhiều anh chị rời bỏ thị trường. HDC nhìn thấy không, ngày hôm qua giảm 3.6%, anh chị bán một cái ngày mai nó kéo ngược gần 5%, cay không ạ, cực kỳ cay luôn. Nên là mọi người cần phải bình tĩnh, và em thấy là sau cái cú rủ này rất nhiều anh chị mình rời bỏ thị trường, thì thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục túc tắc để mà đi lên. Còn khi mà anh chị mình FOMO quá đó thì lúc đó thị trường mới xuất hiện những cái pha điều chỉnh, mà bản chất của thị trường sinh ra trong ảm đạm, lớn lên trong nghi ngờ và chết đi trong sự hưng phấn, chết đi trong sự sợ hãi. Hiện tại em thấy là anh chị mình đang gọi là gì, đang nghi ngờ nhiều hơn. Thì view em á, thị trường sẽ túc tắc để mà đi lên về những cái vùng phía trên ha. Rồi khu công nghiệp thì em chưa đánh giá cao, mặc dù là vốn FDI á về báo chí thì nó đổ vào nhiều á, đặc biệt ở khu vực Bình Dương, thì nhưng mà nhìn chung á dòng tiền nó không vào thì né nó ra ha, vào những ngành nào mà chúng ta thấy được câu chuyện cũng như là có được những cái tín hiệu về dòng tiền. Đạm Đạm Phú Mỹ ngày hôm nay quay về vùng nền tăng 2.1%, ok. Câu chuyện về thuế 5% VAT nó vẫn đang là một trong những cái vấn đề nhức nhối đấy, hiện tại là đang họp Quốc hội để mà có thông qua hay không. Thì nếu mà được thông qua thì những cái cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi, vì nó tiết giảm được chi phí rồi, cả ngàn tỷ anh chị em, cả ngàn tỷ trong vòng khoảng 5 năm 10 năm vừa qua đấy. Đấy, không biết nó có được hoàn trả hay không, nhưng mà nếu mà được áp dụng thì 2025 thì đương nhiên nó sẽ được hoàn trả một cái phần phí tôi nói khá là nhiều cho doanh nghiệp. Đạm Cà Mau này hôm nay như là giao dịch không hưởng quyền, hôm qua giao dịch không hưởng quyền thì phải, thì nó chia một cổ phiếu thì được 2.000 cổ tức, hôm nay dòng tiền đỡ tăng 1.4%, ok. Con này nó còn trận đấy, chết cái kiểu gì mà được ở đây, có tích lũy là có rồi bỏ, có dòng tiền vào, Bitboy còn kẹp một đống hàng ở đây sao mà nó chết được đúng không. Nhưng mà đi ngang trong 2-3 tuần cho anh chị mình nản thôi, bán ra xong anh chị tự khắc là thấy nó đẹp à. Bán lẻ nè, MVG con này còn một cái nhịp nữa nha, con này anh chị mình thích anh chị lấy lót ở trong những cái vùng này được, em nghĩ nó sẽ có một nhịp kéo về những cái vùng 70. FRT ok nè, ba vùng nền tảng nè sẽ có một nhịp chạy nó rút về những cái vùng 190 đến 200. DZWER thì nó hơi yếu so với những cái thằng khác, nhưng mà nó quay về những cái vùng nền rồi. Tốc độ tăng trưởng của những doanh nghiệp bán lẻ cuối năm á, em vẫn đang kỳ vọng nó có một cái sự phục hồi tốt. Thì khi mà vĩ mô của ngành nó ủng hộ thì đương nhiên giá cổ phiếu nó sẽ gì, nó sẽ tăng thôi. Nhưng mà anh chị phải đợi, phải kiên nhẫn một tí ha. Bây giờ là tháng 6 thì bây giờ anh chị có thể là mua gom với những cái cổ phiếu này, chờ khoảng đến khoảng khoảng tháng 10, tháng 11 á, thì giá cổ phiếu những cái thằng này rất dễ có những giai đoạn tăng đấy. Khi giá cổ phiếu thì nó luôn tăng trước với những cái báo cáo, vì nó là một trong những cái sự kỳ vọng mà. Để bà cô câu chuyện về thịt heo vẫn loanh quanh trong những cái vùng này thôi, có hàng anh chị mình chỉ được xấu thì nó không xấu. Cảng biển thì BBT, HKH đẹp, Chemadep thì con này nó đi ngang lâu quá, con này em thấy nó định giá nó quá cao rồi. Vót này giao động lỏng khối lượng to, không khuyến khích anh chị mua trên những cái vùng này nữa ha. VSC quay về những cái vùng nền thôi, không có vấn đề gì cả. Đầu tư công dòng này yếu em không đánh giá cao, một vài con quay về vùng nền, ví dụ KSP nó phục hồi thôi, thì những cái thằng như HKV nè thì nó cũng sẽ có những cái pha phục hồi, thì canh những nhịp phục hồi đó để anh chị mình bán, anh chị mình xử lý. Còn những cái cổ phiếu công nghệ ví dụ như là MFS nó giảm kinh quá, ETD LC, những cái cổ phiếu làm mưa làm gió nè,
Đấy thì em thấy nó đang có những dấu hiệu về phân phối, nên là anh chị mình đừng có bắt đáy mua những cái cổ phiếu này làm gì cả. DDS anh chị đã không? Thép Thủ Đức đánh quá dã man, lấp hết những cái phần gap này. Em nhớ cái phiên ngày nào buổi sáng nó kéo trần, có một anh trong room cộng đồng em hô con này khỏe quá, vô mua đi, mua xong tính từ những cái điểm giá trần nha, đến thời điểm hiện tại nó đọc cho bao nhiêu phần trăm? 26%, quá kinh khủng. Nên là anh chị né những cái thằng bót cung, những cái thằng mà không thấy thanh khoản nè, nó mới lên sàn mới đánh lên nè, rủi ro cực kỳ nha, né những cái thằng này ra nha, không biết nó đi đâu về đâu đâu. Còn những cái thằng nào mà ví dụ nó có cung cầu bình thường thì anh chị mình thấy là mình chơi được, đầu tư được. DG ok, mức cung là những cổ phiếu này rất dễ có những pha phục hồi về những cái vùng phía trên á, nên là nếu anh chị có cầm bất động sản á thì quan điểm em á, nó đã tạo đáy rồi, quan điểm em đã tạo đáy rồi, có bán thì canh những nhịp hồi á mình chìm xử lý, còn những lúc hoảng loạn, những lúc như thế này thì kiên nhẫn thêm, đừng có sợ hãi làm gì cả. Rồi, và đó là quan điểm của em về thị trường. Và nhìn chung thì em tìm không có bán cổ phiếu trong hai phiên gần đây, thậm chí mình còn mua thêm. Đấy, quan điểm em, bối cảnh vĩ mô vẫn đang ủng hộ, thị trường vẫn là một trong những cái trend đi lên, xu hướng lên. Và cái phiên này chỉ là một trong những cái phiên thay máu, những cái phiên rũ bỏ nhà đầu tư. Đó là mình vẫn mua với cổ phiếu, à, một vài cổ phiếu như TCS nè, vẫn nắm giữ bình thường á chị em, có gì đâu phải lo, đúng không? Rủ quay về vùng nền, chờ những cái pha tiếp tục chạy thôi. Dòng tiền nó còn làm gì mà những cái thằng nó chết được. Biết rồi, ok, những cái cổ phiếu này đợi cân bằng loanh quanh những cái vùng này thì lại bật lên những cái vùng phía trên đấy. Thì quan điểm của em về thị trường cũng nhất quán như thế, là thị trường vẫn là một trong những cái môi trường anh chị mình thay là đầu tư, nhưng mà cơ hội thì nó cũng sẽ kén một tí, cũng như là anh chị phải linh hoạt với thị trường. Thì nếu anh chị mình đang cầm tiền mà anh chị thấy những cái phân tích của em hay, muốn đồng hành tại room hệ thống khách hàng để mà cập nhật những kỳ điểm mua sau khi thị trường cân bằng á, anh chị liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 077 575 2919 để mà chúng ta có cơ hội đồng hành với nhau. Còn với những anh chị nào mình xem YouTube, anh chị mình thấy ông này nhận định hay quá, phân tích hay quá, ủng hộ em một cái nút like, đăng ký kênh và chia sẻ, vì đó là một trong những cái động lực mà em sẽ tiếp nối cho anh chị những cái video cực kỳ hữu ích, cực kỳ thực chiến khác. Thì quan điểm của em, thị trường lên hay là thị trường chung xuống, em vẫn ở đây để mà đồng cam cộng khổ chia sẻ với quý anh chị em ha. Rồi, và em có một cái room cộng đồng á, anh chị có thể là quét mã QR code bên góc trái này, hoặc là anh chị bấm bên dưới bình luận để mọi người tham gia cùng em. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều và chúc anh chị buổi tối thật là bình an. Kỳ vọng thị trường ngày mai sẽ có những cái phiên phục hồi để mà những anh chị nào mình đang bị lỗ thì sẽ đỡ lỗ hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.